Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Audemars Piguet. Và như các bạn đang thấy đây, một chiếc hộp rất là to với kích thước 40x30, như một cái dương vậy. Vậy ở trong chiếc hộp này sẽ là chiếc đồng hồ gì? Thì chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở hộp và xem bên trong chiếc hộp này sẽ là những cái gì. Đây, nội thất rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Nội thất ở trong là bằng da màu kem rất là sang trọng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, như các bạn đang thấy, Audemars Piguet, lịch vạn niên, phương trình thời gian. Để tạm chiếc đồng hồ qua một bên, chúng ta hãy xem trong chiếc hộp này có cái gì đã nhé. Đầu tiên là một cái bộ khóa để mở cái dương này, tôi phải nói là cái dương thì đúng hơn. Đây, mở ra đóng vào đây. Mở khóa, đóng khóa. Tiếp đến, đây chính là một cái hộp quay chính hãng của Audemars Piguet đi kèm với cái hộp này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta đặt đồng hồ ở đây. Nên đây là một chiếc hộp quay rất là đẹp và sang trọng. Ở dưới thì là một quyển sổ hướng dẫn kèm sổ bảo hành. Đây là kèm như là một chiếc thẻ của Audemars Piguet, và những cái hướng dẫn tất cả đều có trong này, rất nhiều thứ tiếng đó là tất cả những gì nội thất ngoại thất của chiếc hộp đồng hồ này. Và chúng ta hãy quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc Audemars Piguet lịch vạn niên, phương trình thời gian. Chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập Jules Audemars, được coi là một bộ sưu tập cổ nhất của Audemars Piguet, bắt đầu từ những năm 1875 với những cái thiết kế đồng hồ mang vẻ đẹp rất là sang trọng, có tính chất lịch sử nhằm tôn vinh các cái giá trị truyền thống, sự khéo léo và tài năng của những bậc thầy chế tác đồng hồ. Chiếc đồng hồ này sở hữu lớp vỏ bằng vàng hồng rất là bóng bẩy và sang trọng như các bạn đang thấy. Đường kính của chiếc đồng hồ này là 43mm, dày 11,7mm, nhưng sở hữu rất nhiều những tính năng mà tôi phải nói là vô cùng phức tạp. Một haute hologri, nghĩa là một đỉnh cao cơ khí. Và đỉnh cao cơ khí ở đâu thì một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Trước hết, chúng ta hãy cùng nắm rõ hai khái niệm. Một, đó chính là giờ thông thường, hay còn gọi là giờ trên đồng hồ đó. Thì thời gian hiển thị trên đồng hồ cơ học điện tử một ngày sẽ có 24 giờ bằng nhau. Tiếp đến, đó chính là giờ mặt trời, chính là thời gian được hiển thị trên đồng hồ mặt trời, thiết bị hiển thị thời gian qua bóng của một vật. Thông thường, mọi người sẽ nghĩ rằng 12 giờ trưa là thời điểm mặt trời lên cao nhất, ở ngay trên đỉnh đầu. Thực tế thì không phải như vậy. Hai thời điểm này có sự sai lệch, và sự sai lệch này được thể hiện qua phương trình thời gian. Theo biểu đồ như các bạn đang thấy ở đây thì trục ngang tương đương với mốc 12 giờ, còn đường màu xanh thể hiện thời điểm mặt trời lên cao nhất. Vào đầu năm, đồng hồ mặt trời sẽ chậm hơn đồng hồ thông thường, qua 15 tháng 4 sẽ chạy nhanh hơn, và cứ thế lặp đi lặp lại. Theo hệ quy chiếu tại London, thời điểm mặt trời lên cao nhất, hay còn gọi là thiên đỉnh, có thể nhanh hơn thời điểm 12 giờ trưa 16 phút 33 giây vào ngày 3 tháng 11, hoặc là chậm hơn 14 phút 6 giây vào ngày 12 tháng 2. Hai thời điểm này gần trùng với nhau. Và vào các ngày 15 tháng 4, 13 tháng 6, 1 tháng 9 và 25 tháng 12, những ngày này sẽ lặp lại vào mỗi năm. Mỗi một nơi trên thế giới sẽ có thời điểm lên thiên đỉnh riêng. Tại London là 12 giờ, tại Moscow là 12 giờ 29 phút như chiếc đồng hồ mà các bạn đang thấy đây, và
và tại Hà Nội là 11 giờ 56 phút. Vì vậy, một chiếc đồng hồ có tính năng phương trình thời gian sẽ chỉ đúng với một địa điểm cụ thể, thường sẽ ghi trên mặt số đồng hồ. Nếu bạn sống ở một địa điểm khác và muốn chiếc đồng hồ phù hợp, bạn sẽ phải đặt riêng với hãng. Tóm lại, phương trình thời gian dễ hiểu nhất đó chính là sự chênh lệch giữa thời điểm thiên đỉnh và lúc 12 giờ trưa. Những nhà khoa học sẽ ứng dụng điều này để tạo ra bảng điều khiển tự động cho những tấm pin năng lượng mặt trời, sao cho chúng luôn luôn hứng được nhiều ánh nắng nhất. Còn trên một chiếc đồng hồ đeo tay, tính năng này nhằm thể hiện kỹ thuật chế tác, cũng như mong muốn đạt được sự chính xác tuyệt đối khi đo đếm thời gian.